Chào mừng quý bạn đã quay trở lại với cả video tiếp theo của tôi. Ở trong cái video này thì tôi lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị bạn một cái phiên bản thùng đặc biệt của xe Tera 100, đó là phiên bản thùng bạt nhập khẩu. Nhưng ở đây nó còn một cái điều đặc biệt nữa. Và hôm nay tôi sẽ dùng cái dụng cụ này, đó là cái thước này, để tôi nói được cái điều đặc biệt này của chiếc xe này nhá. Trước tiên đi vào cái phần mục đích chính của video ấy, thì tôi xin phép là giới thiệu qua lại một lượt về cái chiếc xe Tera 100 này nhá. Thì chiếc xe Tera 100 này thì được lắp ráp tại nhà máy Dehan Moto, tỉnh Củ Chi, thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà máy Dehan Moto này thì nó có vốn là 100% từ nước ngoài, và cụ thể là từ nước Hàn Quốc các bạn nhá. Đấy, thì từ cái tên của nhà máy thôi được quý vị đã có thể là liên tưởng đến cái nước Hàn rồi. Dehan ở đây có nghĩa là Đại Hàn, và Tera 100 thì có nghĩa là tiền tỷ. Tera nghĩa là tiền tỷ, nếu mà dịch theo tiếng Hàn, dịch theo tiếng Việt Nam thì Tera 100 có nghĩa là tiền tỷ ạ. Vâng, thì đây cũng là một cái dụng ý của nhà máy khi mà muốn gửi gắm đến quý vị, quý khách hàng một cái thông điệp, đó là khi mà quý bạn sử dụng chiếc xe Tera 100 này để làm cái dụng cụ và cái công việc kinh doanh của mình thì chắc chắn là sẽ kiếm được tiền tỷ nha quý bạn. Đấy, thì tiếp theo thì đi đến cái phần thùng đặc biệt của chiếc xe này, thì đây là chiếc xe Tera 100 phiên bản thùng bạt nhập khẩu, có nghĩa là toàn bộ cái phần bửng ở bên dưới này là chúng tôi hoàn toàn nhập khẩu 100% từ bên nước ngoài. Đấy, sau đó thì về chúng tôi sẽ lắp ghép vào và tạo thêm cái phần vách bên trên này. Đấy, thì cái thùng bạt nhập khẩu này thì nó khác gì cái phiên bản thùng bạt nhập bình thường. Phiên bản thùng bạt nhập bình thường ấy thì là sẽ được đóng thẳng từ sassi, đóng thẳng lên, thì là nó chỉ có cái phần khung tôn kẽm hoặc là khung inox ở bên trên này thôi. Nhưng ở cái phiên bản này ấy, thì nó sẽ có một cái bửng ở đây. Và cái bửng này thì tiết lộ với các bạn là nó là được nhập khẩu 100% từ bên nước ngoài, sau đó về Việt Nam lắp ráp. Đấy, nhập khẩu 100% ấy thì nó sẽ khác gì so với cả một số cái phiên bản mà ở trên thị trường hiện nay nó cũng có. Đấy, một khác đó là cái bửng này là nó được làm từ thép chuyên dụng, chứ không phải là được làm từ thép xây dựng như những cái auto khác hay giới thiệu với quý bạn. Tôi đảm bảo là khi đến quý bạn đến xem xe ấy thì quý bạn sẽ nhìn thấy cái bửng này nó khác nhau như thế nào. Ở cái phiên bản thùng bạt nhập khẩu thì cái bửng của nó sẽ được dập cong, dập cong một góc bo cong đây ạ. Toàn bộ tất cả toàn bộ chạy dài từ đầu thùng đến cuối thùng mà nó sẽ được bo cong một góc, không hề thay đổi, rất là phẳng nhẵn. Đấy, và toàn bộ cái phần này là nó được dập, nhưng mà nó được dập nguội nhá quý bạn, chứ không phải là được dập nóng. Cái dập nguội này ấy, thì nó sẽ giúp cho toàn bộ cái phần lý tính, hóa tính và cơ tính của cái thép này nó được giữ nguyên, nó không hề thay đổi. Vì vậy mà cái độ bền của nó cực kỳ cao. Đấy, quý bạn có thể nhìn thấy là tôi gõ vào đây, nó rất là chắc chắn. Và cái phiên bản thùng bạt nhập khẩu này thì tôi cũng đã nói ở rất là nhiều video rồi, chỉ có riêng một mình Auto Tedo của tôi được phép phân phối độc quyền ở trên cái thị trường Hà Nội này. Vì vậy mà nếu mà quý bạn mà muốn mua được một chiếc xe có một cái thùng chất lượng, một cái thùng tốt ấy, thì không còn cách nào khác, quý bạn chỉ còn cách là liên hệ với cả Auto Tedo của chúng tôi ở cái địa chỉ là 938 Quang Trung Hà Đông, Hà Nội. Chiều dài là 2m8, chiều rộng là 1m54 và chiều cao là 1m6. Nhưng ở cái phiên bản thùng bạt nhập khẩu đặc biệt này, cái phần chiều cao của chiếc thùng này đã được Auto Tedo của tôi thay đổi để phù hợp với cả công việc của quý khách hàng, đó là phù hợp cho tất cả những quý khách hàng thường xuyên phải chui vào hầm này, hay là quý khách hàng có cái cổng đi vào trong nhà này nó hơi thấp này, thì sử dụng cái phiên bản thùng bạt nhập khẩu đặc biệt này của bên tôi rất là hợp lý. Đấy, thì vì thông thường ấy thì những cái chiếc hầm ở Hà Nội này hay là các khu vực tỉnh lân cận Hà Nội ấy thì nó có cái chiều cao trung bình là 1m9 đến 1m95. Vì vậy mà theo những cái phiên bản xe Tera 100 thùng bạt nhập khẩu thông thường ấy thì chúng ta không thể nào mà di chuyển lại được trong các cái con hầm vậy, con hầm hoặc là cái cổng thấp như vậy. Đấy, thì đáp ứng được cái nhu cầu đặc biệt này của khách hàng thì Auto Tedo của tôi đã tạo ra chiếc xe Tera 100 phiên bản thùng bạt nhập khẩu cắt thùng. Hiện tại thì là chiếc thùng của chiếc xe Tera 100 này nó chỉ còn có 1m86. Đấy, và để chứng minh cho điều đó thì tôi xin mời quý bạn theo dõi tôi đo nhá. Đây ạ, xin mời quý bạn nhìn ạ. Đúng 1m86 luôn. Đấy, phát lộc nhá. Đây cũng chỉ là một cái dụng ý mà Auto Tedo của chúng tôi muốn gửi gắm đến quý khách hàng thôi. Tại sao chúng tôi không lựa chọn những cái kích thước khác, ví dụ như là 1m8 hay là 1m85 hay là 1m9, mà chúng tôi lại chọn con số 1m86.
Đây là cái dụng ý của bên Taydo của chúng tôi muốn gửi gắm đến quý khách hàng là khi mà sử dụng chiếc xe Tira 100 ở chúng tôi thì trước khi tên hết ấy là sẽ được trải nghiệm cái dịch vụ cực chăm sóc cực kỳ tốt của bên tôi. Thứ hai là sẽ mang lại rất là nhiều tài lộc cũng như là tình cảm mà bên Taydo chúng tôi dành gửi gắm cho quý khách hàng. Đấy. Hơn nữa đây là một chiếc xe phiên bản thùng mui bản, vì vậy mà chúng ta vẫn có cái phần axle ở bên trên này đây. Khi mà mình chở những cái mặt hàng mà có cái tải trọng nó lớn, có cái chiều cao lớn thì mình có thể là kéo cái phần axle này lên thêm được tầm khoảng ít nhất là 60 phân. Đấy, vì vậy mà nó rất là linh động. Khi mình đi xuống hầm thì mình lại hạ axle xuống. Đấy, đây là một cái thiết kế rất là hay và mới mẻ ở bên Auto Tiến Độ của chúng tôi. Đấy, nếu mà quý bạn mà có cái nhu cầu hay là đang tìm hiểu về cái dòng xe Tira 100 này ở trên thị trường, hoặc là có đang phân vân chưa biết chọn cái cơ sở showroom nào để đặt niềm tin, gửi gắm niềm tin, thì tôi xin phép là mời quý bạn đến Auto Tiến Độ của chúng tôi. Trước hết là quý bạn có thể là tham quan và trải nghiệm được cái cơ sở vật chất của chúng tôi như thế nào. Thứ hai là có thể là trải nghiệm được cái dịch vụ chăm sóc của chúng tôi là như thế nào. Đấy, quý bạn mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với cả số điện thoại tôi đặt ở dưới màn hình, hoặc là đến trực tiếp showroom Auto Tiến Độ của chúng tôi ở cái địa chỉ là 938 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì rất mong là được quý bạn sẽ ủng hộ trong cái thời gian tiếp theo. Xin cảm ơn quý bạn đã theo dõi hết video.